Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ lễ đọc chúc văn tưởng niệm các vua hùng. Kính cáo anh linh các vua hùng, kính cáo anh linh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, thưa toàn thể đồng chí, đồng bào. Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, tức ngày 18 tháng 4 năm 2024, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, nơi hội tụ, nơi thờ tự các vua hùng đã có công dựng nước, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thay mặt đồng bào cả nước, chúng con xin thành kính dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Khắc sâu truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về đền Hùng với tấm lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Kính cáo anh linh các vua hùng, tưởng nhớ về tổ tông, các vua hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, khai sơn phá thạch, dựng cơ nghiệp 18 vương triều, đặt nền móng để quốc gia dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận, cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, chọn nghĩa đồng bào. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách, hun đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ tự cường và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta, nhân dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh gìn giữ độc lập, bảo vệ chủ quyền, thống nhất tổ quốc, tiếp tục vun đắp cơ đồ, đưa đất nước đổi mới, phát triển toàn diện, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, đất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng những hạn chế bất cập từ nội tại và những khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chủ động tích cực đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè quốc tế cùng sự đoàn kết ủng hộ tích cực của toàn dân, đất nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn, xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài, thích ứng linh hoạt phù hợp và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, liên tục, toàn diện, đột phá, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có tính lịch sử, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia dân tộc, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước không ngừng được nâng cao, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thuận lợi đang mở ra, cũng còn nhiều gian nan thử thách ở phía trước. Trong thời khắc thiêng liêng này, trước anh linh tiên tổ, chúng con xin nguyện tiếp nối truyền thống tiên dòng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, nêu cao tinh thần yêu nước và cách mạng, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài gìn giữ lăng miếu tổ tiên. Chúng con xin nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng quê hương đất tổ ngày càng giàu mạnh, chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng. Cầu mong Thánh Tổ Anh Linh che chở phù hộ cho sát thắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn, độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh, cả nước vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin tri ân công đức các vua hùng, chúng con nay 63 tỉnh thành ơn đức tổ tông, 54 dân tộc tìm về cội rễ, trăm con một bọc yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa, một gốc trăm nhành gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ. Bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông, trăm họ, gái, trai, già, trẻ, tạc lòng thắp nén tâm hương, ghi dạ cúi đầu bái tổ. Xin Tổ vương vạn thế anh linh giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ. Ở chúng con nguyện xây đất nước hùng mạnh, phồn vinh, cùng nhân loại giữ hòa bình, hữu nghị, sáng muôn đời, hồng lạc tinh hoa, cao muôn trượng, hùng vương khí thế. Chúng con xin cẩn cáo.
Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, đồng chí Đại tướng Lương Cường, đồng chí Nguyễn Văn Bình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, đồng chí Bùi Minh Châu và đồng chí Bùi Văn Quang vào Thượng Cung bái tổ. Trân trọng kính mời các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ lên dâng hương và vào Thượng Cung bái tổ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và lãnh đạo các tỉnh bạn lên dâng hương và vào Thượng Cung bái tổ. Tiếp theo, xin trân trọng toàn thể quý vị đại biểu lên dâng hương và vào Thượng Cung bái tổ. Kết thúc nghi lễ dâng hương, trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu di chuyển về dâng hương hoa tại Lăng Hùng Vương.